Trong buổi họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà thầu khi thực hiện dự án theo hợp đồng xây dựng chuyển giao BT và dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như hình thức giao đất theo nguyên tắc ngang giá, không thông qua đấu giá và việc đấu thầu đồng thời dự án BT và đấu giá quyền sử dụng đất. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là quan điểm đấu giá đất hay thanh toán ngang giá. Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện luật quy hoạch về những điểm không bị vướng mắc lớn, trên tinh thần dự thảo sẽ không quy định nội dung chuyển tiếp đối với các quy hoạch quy định ở điều 59 luật quy hoạch. Bên cạnh đó, cái gì còn vướng mắc, không thể thực hiện được do luật pháp, do tính phức tạp của tích hợp thì Chính phủ báo cáo Thường vụ Quốc hội xin chậm lại.